Hello everyone. Welcome back to the English Online Teaching Today with me. Xin chào các em. Chào mừng tất cả các em trở lại với buổi học tiếng Anh online ngày hôm nay. Our unit today is Unit 8, New Ways to Learn. Lesson Speaking, Listening, page number 30 and 31. Hôm nay chúng ta sẽ học kết hợp giữa hai phần, đó là Speaking và Listening. Vì cái mục đích là giảm tải chương trình học nên sẽ có một số những cái hoạt động mà chúng ta sẽ bị lược bỏ để cho bài học trở nên cô đọng và dễ hiểu hơn. Ok, so we will start with part number 1, speaking. Look at the activity marching on the screen. Chúng ta hãy nhìn cái hoạt động nói cột ở trên cái màn hình. Ok, there are two columns. Ta sẽ có hai cột. The left column, cột bên trái, đó là 1, 2, 3, and 4. The right column is A, B, C, and D. Ok. Những cái câu ở bên tay trái của chúng ta đó là những cái main ideas, những cái ý chính trong một cái bài nói. Và A, B, C, D gọi là supporting ideas, hay còn gọi là những ý phụ. Những ý phụ này sẽ bổ trợ cho ý chính ở bên đây. Được chưa? Giống như là chúng ta lấy ví dụ vậy đó. Ok, so we are going to run through the main ideas. Chúng ta sẽ đi lướt qua những ý chính này. Number one, electronics or electronic devices make my school life much easier and more enjoyable. Những cái thiết bị điện tử làm cho cuộc sống của tôi ở trường trở nên dễ dàng và thú vị hơn. Number two, electronics make learning and teaching faster, easier and better. Thiết bị điện tử làm cho việc học, việc dạy trở nên nhanh hơn, dễ hơn và hiệu quả hơn. Number 3. Students can relax during break time by listening to music, texting, drafting or playing games on their smartphones. Học sinh có thể thư giãn trong cái quá trình mà chúng ta nghỉ giải lao bằng cách nghe nhạc, nhắn tin, trò chuyện hoặc là chúng ta chơi game trên những cái smartphone là cái thiết bị điện thoại thông minh. Number 4. Electronics make student backpacks lighter. Cái backpacks đó chính là cái ba lô đi học của chúng ta đó. Thì những thiết bị điện tử này sẽ làm cho ba lô đi học của học sinh trở nên nhẹ hơn. Ok, so you have 2 minutes to complete the marching activity. Sẽ có 2 phút để chúng ta hoàn thành cái phần nối cột này. Okay, so let's do together. Chúng ta sẽ làm cùng với nhau ha. Number one is D. Ở trong cái câu D này chúng ta sẽ có những cái cụm như là I dislike homework, but I have fun when I do it on a tablet. Tôi không có thích bài tập về nhà, nhưng mà tôi sẽ cảm thấy vui khi tôi làm bài tập về nhà ở trên cái tablet, là máy tính bảng. My handwriting is horrible. Chữ viết tay của tôi rất là kinh khủng. So typing makes it easier for me and my teacher because I can change anything and my teacher can read what is written. Ok, chữ viết tay của tôi kinh khủng ha, nên cái việc mà viết á sẽ làm cho tôi và giáo viên tôi đọc dễ dàng hơn. Number 2 is B. Ha, việc học, việc dạy nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả thì chúng ta sẽ có đây. Electronic device help students look up information. Những cái thiết bị điện tử giúp cho học sinh tra cứu thông tin. Take notes, ghi chú. Write papers, viết những cái tờ giấy. And submit them to the teachers, và nộp bài cho giáo viên. Cái chuyện này là chúng ta quá rõ trong quá trình học online của chúng ta rồi. They allow teacher to prepare lesson and write papers. Thậm chí là giúp giáo viên làm gì đây các em? Chuẩn bị bài dạy và chấm điểm cho những cái bài của học sinh. Number 3. Ok, quá dễ ha. Mình thấy câu C đây. Ta thấy có chữ music. Ở bên này là listen to music. Great. Một cái cuộc, những cái cuộc khảo sát thể hiện rằng khoảng 90% những cái người mà nghe nhạc trước khi mà làm việc đó thì sẽ có kết quả tốt hơn. And number 4. Ok, đây ta sẽ nhìn thấy câu A ha.
Student can replace, replace là thay thế. Học sinh có thể thay thế những cái trang sách vở nặng nề bằng một cái máy tính bảng rất là nhỏ thôi, và có ghi chú bài tập ha, có kết nối được những cái online textbook, đó là những cái sách giáo khoa online. Rồi, vậy thì mục đích của hoạt động này là gì? Chúng ta phải nhớ, khi chúng ta chuẩn bị một bài speaking và một bài writing luôn, thì chúng ta sẽ cần phải liệt kê ra chúng ta có bao nhiêu ý chính ở trong cái bài đó. Và mỗi một ý chính như vậy nó phải đi kèm với những ý phụ, gọi là supporting ideas bên đây ha. Một hồi chúng ta sẽ có bài tập nha. Cái này là cái phần mà chúng ta sẽ dựa vào để chúng ta làm bài tập. Ý chính là gì? Rồi ý phụ đi kèm với nó là gì? Chúng ta không thể nói chung chung được. Ok. I will give you some useful expression. Cô sẽ cung cấp cho chúng ta một vài những cái cấu trúc phổ biến để chúng ta nói trong cái bài speaking hoặc là cái bài writing của mình. Alright. It seems to me that. Ta có cái cụm là tôi thấy hình như là. Right. Thay vì chúng ta cứ nói là I see, I think, thì chúng ta có thể nói một cái cách hay hơn là it seems to me that, I believe, hoặc là I think, hoặc là I feel that. Tôi tin là, tôi nghĩ là, tôi cảm thấy là. As I see it, theo tôi thấy. If you ask me, nếu bạn hỏi tôi. Personally, I think, cá nhân tôi nghĩ. Right. Ok, this is an example. Đây là một cái đoạn người ta viết mẫu ha. I think, for me, in my opinion. Ba cách này mình dùng một trong ba thôi ha. Ok, rồi, người ta cho ý chính nè em. Ok, rồi sau đó là ý phụ, được chưa? Ý chính là từ cái đầu cái chỗ mà I think cho tới cái chỗ mà more enjoyable thôi. Rồi từ cái sau cái chữ because trở đi đó, đó bắt đầu chính là những cái ý phụ để bổ trợ cho ý chính này. Vậy thì khi chúng ta làm bài nói ha, hoặc là làm bài viết thì chúng ta cũng lưu ý cái chỗ này giùm cô. Rồi, chúng ta chỉ cần chép những cái này vào trong vở và chúng ta học thuộc những cái này. Để sau này khi chúng ta đi thi vào những cái kỳ thi cuối kỳ á, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cấu trúc này để chúng ta nói. Ok, we continue with second part. Chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, đó là cái phần speaking. Cái phần listening. Part 2, listening. We are going to learn some vocabulary. Ta học vài từ vựng ha. Listen. Listen carefully and then repeat after me. Fingertip, fingertip, fingertip. That means đầu ngón tay. Native, native, native. That means bản ngữ. Efficient, efficient, efficient. That means có hiệu quả. Short engine, search engine, that means công cụ tìm kiếm. Okay, we go on activity number one, true false relation or true false statement. How many statements are there, everyone? Okay, there are 5 statements. We will run through some new words. Chúng ta sẽ đi qua 5 cái câu này coi nó có từ mới không. Number 1. The speaker thinks the student never get tired of things like books, blackboard, cassette and CD players. Câu này chúng ta không có từ mới nha, chúng ta có chữ tired, đó là mệt mỏi. Never là không bao giờ. Blackboard là bảng đen, cassette là cái máy nghe nhạc, CD player là cái máy nghe nhạc mà để đĩa vào á. Number 2. Triple E. Mình có chữ triple nè. Chúng ta nhớ là chúng ta có cái chữ double. Double là gấp gì các bạn? Gấp đôi. Vậy thì triple có nghĩa là gấp 3 lần. Được chưa? Triple E là 3 cái chữ E đó. Means có nghĩa là easy, effective, English. Chúng ta sẽ nghe coi có phải là 3 cái chữ E là 3 chữ này hay không. Number 3. You just try some keywords and click on the search engine button to see hundreds of websites.
Bạn chỉ cần gõ một vài cái từ khóa và nhấn chọn vào cái công cụ tìm kiếm thì bạn sẽ thấy được hàng trăm cái website hiện ra. Number 4, very few, chú ý ha, rất ít những cái trang mà cung cấp chúng ta những cái bài học thú vị, những cái hoạt động activities, những cái quiz và những cái bài trắc nghiệm nhỏ cho những cái người học tiếng Anh ở tất cả các độ tuổi và cấp độ. Number 5, there are sites where you record your own voice and listen to yourself. Có những cái trang web, những cái địa chỉ nơi mà bạn có thể record, là ghi âm lại giọng nói của mình, listen to yourself, và anh tự nghe lại. Ok, you listen to the talk and then you do the task. Em sẽ nghe ha, cái bài nghe này, và chúng ta sẽ đánh vào true hay là false. Unit 8. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes, and CD players. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple E? It means easy, effective English. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. There are many good websites on the internet. All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen, and open the ones you like. Many sites offer exciting lessons, activities, and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games, and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away. Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success. Okay, after you listen, and now we will check together. Okay. Chúng ta sẽ nghe lại từng câu ha. Cô sẽ bấm dừng và chúng ta sẽ lựa chọn gọi là true hay là false. Nếu như mà nó false thì nó sai ở chỗ nào? Number one, first. Number one. Chúng ta nghe kỹ ha, cũng khá dễ. Unit 8. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes, and CD players. Okay, let's see number one. Okay, so number one is phones. Why? Because there is a never, right? Trong cái câu đề thì nó có chữ never, nhưng mà cái người speaker đọc thì không có chữ never. Ha? Cái người đọc, người nói, người ta nghĩ là học sinh thỉnh thoảng thì rất là mệt mỏi về những cái chuyện như là đọc sách nè, rồi bảng, rồi những cái máy nghe, rồi những cái CD players, thì không có chữ never này, nên là cái câu này nó là phones. Continue with number 2. Chúng ta nghe tiếp câu số 2 ha. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple E? It means easy, effective English. Very clearly. Quá rõ rồi nha các em. Rất là rõ luôn. Right, number 2 is true. Number 3. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. There are many good websites on the internet.
All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen and open the ones you like. Yes, that is it. Number 3 is true answer. Chỉ cần một cái cú click chuột thôi là chúng ta sẽ thấy được hàng trăm cái website chúng ta cần ha. Number 4. Number 4 này nó sai một cái chữ rất là rõ ràng, đó là chữ gì đây các em? Ha, few ha. Người ta cái này không có dùng few mà người ta dùng là many. À, nên là cái câu số number 4 này nó là false. Number 5 là true. Mình nhớ đọc rất là rõ ràng ở gần cuối của đoạn ha. Ok, chúng ta sửa bài vào. We move on activity number 2. Chúng ta sẽ đến cái task số 2 ha các em. There are 5 statement answer. Cũng sẽ có 5 câu nữa. Mỗi một câu này thì nó có một cái khoảng trống ha. Và mỗi một khoảng trống như vậy thì chúng ta sẽ điền một hoặc là hai từ ha. Chúng ta đọc cái tiêu đề ở trong sách giáo khoa của chúng ta. À, cái tiêu đề sách giáo khoa trang số 31 đó các em. Được chưa? Rồi, câu number 1, khoảng trống này chúng ta cần từ loại gì đây? Ta thấy cái động từ learn là động từ thường. Vậy thì cái chỗ này nó sẽ cần đó là một cái trạng từ. Ha. Number 2. Đây chúng ta có chữ to. Phía sau chữ to thì chúng ta sẽ cần là một động từ nguyên mẫu. Number 3. Chúng ta thấy chữ and nè. Chúng ta chữ grammar, đó là ngữ pháp, danh từ. Vậy thì trước and nó cũng phải là một danh từ. Number 4 cũng vậy ha. Number 4 và number 5. Một cái thì sau thần giới từ và một cái thì sau đại từ sở hữu. Tính từ sở hữu nên đều còn danh từ ở chỗ này hết. Rồi, chúng ta sẽ nghe ha các em. Unit 8. Well, I guess sometimes you may feel disappointed by your bad grades and get tired of things like books, blackboards, cassettes, and CD players. No worries. I'll show you how to learn English easily and effectively just with your fingertips. Have you heard of Triple E? It means easy, effective English. How can learning English be easy but effective? The secret is so simple. Use electronic devices to access and take advantage of online English language materials. There are many good websites on the internet. All you need to do is type some keywords and click on the search engine button. Instantly, you see hundreds of web pages on the screen and open the ones you like. Many sites offer exciting lessons, activities, and quizzes for English learners of all ages and levels. There are pictures, games, and explanations, which are useful for learning vocabulary and grammar. Do you want to improve your listening, speaking, and pronunciation? Practice online with native speakers. Choose the sites where you can record your own voice and listen to yourself. Everything is so fast and convenient. Just one click away. Obviously, technology has made learning English easy and efficient and increased your chance of success. Okay, so now let's check together. Number 1. I will show you how to learn English easily and effectively. Okay. Một cách nhanh chóng và một cách hiệu quả. Number 2. The secret is so simple. Use electronic device to access and take advantage of online English language material. Bí mật rất đơn giản, đó là sử dụng những cái thiết bị điện tử để truy cập và tận dụng cái nguồn. Đây, cái nguồn material là cái nguồn tài liệu tiếng Anh online. Number 3. Oh, learning vocabulary and grammar. There are pictures, games and explanation. Có những cái hình ảnh, trò chơi ha, phù hợp để ta học từ vựng và ngữ pháp. Number 4. With native speaker, right?
để cải thiện khả năng nghe, nói và phát âm của chúng ta. Hãy thực hành online ha, đó là với một cái những cái native speaker, những cái người bản xứ. Number 5. Yes, technology has made learning English easy and efficient and increase your chance of success. Okay, cải thiện cơ hội của bạn trong cái sự thành công. Right. Vậy thì cái bài học của chúng ta hôm nay về speaking và listening tập trung vào những cái advantages ha, thuận lợi của việc học, và cụ thể là việc học tiếng Anh ha, bằng những cái electronic devices, những cái thiết bị điện tử. Ok, so this is your homework for our lesson today. Bài tập về nhà của các em là cái gì? Learn vocabulary by heart, học từ vựng thuộc lòng. Dĩ nhiên rồi, write a short paragraph about advantages of using smartphone in learning. Em hãy viết cho cô một cái đoạn văn ngắn ha. Và cái chủ đề của chúng ta đó là thuận lợi của việc sử dụng điện thoại thông minh trong quá trình học. In learning, học nói chung thôi, học môn gì cũng được. Và bài tập này sẽ được giao một cách cụ thể là viết như thế nào và hạn ngữ như thế nào qua VN Edu Connect. Ok, so that's the end of our lesson today. Bài học của chúng ta hôm nay là hết rồi. I hope you have a great time of learning. Cô hy vọng các em sẽ có được một cái khoảng thời gian học tập thật hiệu quả. Goodbye and see you next week. Chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tuần sau.